Văn thơ mừng tặng ngày thành lập Thập Chỉ Liên Tâm. Chào mừng lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Thập Chỉ Liên Tâm tại Hà Nội, bà Đỗ Thị Huyền ở ngõ 221 Tôn Đức Thắng đã chia sẻ với mọi người về văn thơ của mình viết về Thập Chỉ Liên Tâm. Nhân dịp ngày kỷ niệm tạo đạo 3 năm Thập Chỉ Liên Tâm, con xin là có mấy vần thơ. Tôi xin đọc vào 20/8 năm 12. Thập Chỉ Liên Tâm đã chạm được, đem lại niềm vui và hạnh phúc, sức khỏe nâng cao mạnh khỏe, cách chữa đơn giản và dễ hiểu. Tôi vẫn run quá, kết quả thành công rất nhiều, quá nhiều người tâm huyết thành công xứ Quang Châu. Say mê nghiên cứu để phát triển Thập Chỉ Liên Tâm, giúp những người Thập Chỉ Liên Tâm thật tuyệt vời. Vâng, tôi có mấy phần thơ để chào mừng nhân ngày. Xin cảm ơn bác, tặng bác kỷ niệm của Thập Chỉ Liên Tâm. Thập Chỉ Đạo hay Thập Chỉ Liên Tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.